Rồi shop được coi anh 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 4. Em sẽ lên kỳ là 207 nha anh. Kỳ 207 này thì em chỉ lên máy thôi. Em mới về được lô máy tầm khoảng cỡ 20 con à. Nói chung máy cũng khá là sáng á. Thì có vài con máy tay phải đẹp lắm. Anh em nào chơi tay phải á thì lấy nha. Máy chung là máy độc lạ luôn á. Thì còn lại thì đổi tay trái phải mua bên sống hết. Tất cả là một bên sống nha. Bữa nay có mấy con hàng mấy con Daiwa Eleven nè, chất Mỹ nè, máy đẹp luôn. Có một con Sport Rocketter nữa, còn có nồng ha. Đó, thì vô chung giá nó cũng rất là bình dân cho anh em chơi ha. Thì có hai con máy hai lô luôn. Rồi ok, lên đồ ha. Anh em là chốt thì điện thoại trực tiếp trên số trên đây ha. Thì phí ship mặc định của bên em là 30.000 máy. Máy thì 30.000, anh em chốt hai đơn trở lên, em sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Rồi, ok ha. Mã số 1 là một con này khá sáng nha. Còn đẹp lắm nha. Một con Daiwa Eleven No 1, phải Eleven 11 và No 2, DX No 2 ha. Con này DX No 2. Con này còn khá là ngon ha. Hàng là hàng xuất Mỹ nha anh em. Đây. Con này được sản xuất tại Mỹ á. Nha. Thấy không? Design và develop in USA thấy không? Đây, con tay quay vặn nha. Lỗ này là tay quay vặn nha anh em. Đó, anh em vặn ra. Anh em vặn ra là được ha. Bóp cái này lại. Xong cái anh em vặn ra là được ha. Đó, đây, nó là một con tay quay vặn như mấy con máy được cao vậy đó ha. Rồi, anh em muốn cầu anh em vặn lại nha. Đó. Để em vặn lại cho anh em. Nó vô khớp nó mới vô nha anh em. Đổi tay trái phải bình thường nha. Sao mà vặn tự nhiên vặn khó dữ vậy. Rồi ok, vô khớp rồi. Đó, dặn cái là cứng rồi. Đổi tay trái phải bình thường. Chế độ quay hai chiều ha. Đó, chế độ sống đảo ngược nè. Đấy. Quá là ok luôn, rất là mới luôn ha. Còn khá là sáng á, bộ này, còn cuộn dây còn đẹp luôn ha. Thì con này để cho anh em giá là 450k ha, mã số là mã số 1 nha. Mã số 1 là 450k. Thì size của nó chưa nói size của anh cho anh em coi nữa ha. Thì size của nó là size tương đương là 8.000 nha nè. Cước số 8 dòng 170m nha. Con này size tương đương là 8.000 ha. Máy còn khá là đẹp luôn. 450k thôi nha. Rồi mã số 1. Mã số 2. Đây, mã số 2 cũng vậy nha nè. Mã số 2 cũng là một con Eleven luôn. Daiwa Eleven, con này O3 ha. Con này size lớn hơn. Con này size tương đương tầm khoảng là 9.000 ha. Con này size tầm khoảng 9.000. Thì con này nó là No 3, lớn hơn size. Đó, máy quay rất là mượt nha. Đó. Đổi tay trái phải mua bình sống luôn nha. Thì con này là mã số 10, mã số 2 nha anh em. Mã số 2 thì để cho anh em giá là con này size lớn hơn thì để cho anh em giá là 470k ha. 470k là anh em lấy được con này chơi nha anh em. Nó cũng là tay quay vặn luôn nha. Đó. Cái nắp bên đây anh em giờ dặn ngược kim đồng hồ nha. Anh em mà dặn thuận kim đồng hồ không ra đâu. Ngược kim đồng hồ là ra nha anh em. Đó. Rồi, cũng là Eleven luôn. Rồi mã số 2 470k. Rồi mã số 3 bữa nay nè. Bữa nay là đắt nhất là một con mã số 3 nha. Đây còn rất là đẹp luôn. Hàng cũng như là hàng xách tay luôn á. Thấy không? Nhìn nè. Nó có chạy xước ít rồi. Nó nhâm nhâm thôi. Một con Daiwa Rocketter XT8000D nha. Con này máy Interband luôn anh em. Con này có nồng ha. Dòng này có nồng để cho anh em đánh lục hay là anh em câu biển tôi đó. Mô bình sống đổi tay trái phải luôn. Nghe dây quá ngon. Đó, thấy không? Đây còn rất là đẹp luôn. Thì con này anh em nào lấy để cho anh em giá là 700k ha. Con này mã số 3 nha anh em. Size của nó là size 8000 luôn á. Rocketter 8000. Máy quay rất là mượt nha. Nhẹ đầm không tiếng kêu lạ luôn. Mua sống đổi tay trái phải luôn nha. Mã số con này là mã số 3, 700k nha anh em. Còn rất là mới nha. Rồi, mã số 4.
Mã số 4. Mã số 4 là một con Golden Club. Golden Club thì con này nó là chạy hai mặt đạn nha, G41. Con này là G41 nha anh em. G47 chứ. Con này hàng Olympic. Đó. Ngoại hình còn khá là sáng. Con này cái núm tai thì nó bị gãy hết xíu nha anh em. Đó. Nói chung là mình quay bình thường nó không ảnh hưởng đến đến hoạt động của máy nha. Đó, máy quay đó là mượn nè. Còn Golden Club thì dòng này chắc là nhiều anh em thích rồi. Thấy không? Thì con Golden Club này đỡ cho anh em giá là rất là rẻ luôn ha anh em. Máy này con này máy là size là tham 10.000 á. Con kết Golden Club nè. À, G47 này size tương đương là 10.000 á. Thấy không? Máy rất là mượt luôn á. Thấy không? Rồi con này bữa nay đỡ cho anh em giá là 390k anh cho anh em chơi ha. Con máy size 10.000 390k thôi, mã số là mã số 4 nha anh em. Bữa nay em đau họng nha. Cái tiếng nói em nó hơi khác. Nha anh em. Rồi ok ha, mã số là mã số 4 nha anh em. Rồi mã số 5. Anh em là thích máy cổ thì lấy con mã số 5 nha anh em, con Olympic Hurricane. Đây, bữa hổm em có bán một con này rồi, rất là nhiều anh em chốt luôn á. Thì con này là một con máy cổ của Olympic Hurricane gì đó. Con này quay tay quay bên trái luôn ha. Rất là nhiều anh em thuận tay rất là nhiều anh em ha. Thì nó là cối thì cối ở trong. À. Thấy không? Thấy có phèn là dây không? Rất là ngon luôn. Anh em nào gặp cái này anh em quay cái là nhẹ cái là nó trả lời ha. Nó chứ không phải là gặp này anh em. Này cứng lắm anh em quay thì nó mới trả về ha. Không phải là gặp như thường nha anh em. Không? Đây, một con máy cổ nha nè. Thì con máy cổ này để cho anh em giá là 350k ha. Con máy này máy cổ. Rất là nhiều anh em tìm mình hình bên tay trái nữa ha. 350k nha anh em. Con này. Nó size của nó thì tương đương tầm khoảng cỡ 4-5.000 ha. Con này size tầm khoảng cỡ em nghĩ tầm khoảng 4.000 á. Nha. Cho anh em chơi lưu lốc vô chơi chơi mà anh em là thích máy cổ thì đây, nó đây, 350k. Mã số là mã số 5 nha anh em. Mua bình sống luôn, đổi tay thì không được. Thì con này nó là chỉ quay bên trái thôi nha. Nó bên phải không có đủ đồ đổi tay nha. Cái bộ nhông của con này khá là ngon đó. Rồi, mã số là mã số 5, 350k. Bữa nay có nhiều con máy độc lạ cho anh em. Rồi, mã số 6 ha. Mã số 6 với mã số 7 là y chang à. Nè, anh em là có điều kiện thì chốt hai con này ha. Hai con máy là nói chung là hàng độc ha nè, hàng siêu tầm. Đó, Olympic Gemini CR. À, Dunbit. À. Đó, Gemini CR. Thì hai con y chang nhau thôi. Ta quay bên phải nha. Hai con này là ta quay bên phải hết nha anh em. Đó. Đây. Nè, máy quay đó là một nha. Nó là ta bị vặn nha. Ta quay bên phải, nói chung không đổi tay được nhưng mà bộ bên sống đổi tay trái phải. Nó có được trợ lực nha. Dòng này có trợ lực nha anh em chứ không phải là không đâu. Xài của nó là khá là to. Xài có thể là lên tới 12.000. Đây. Nè, trợ lực bằng kia luôn thấy không? Đó, y chang hai con nào cũng vậy. Cái đồ này là dính cối nha, cái nắp là dính cối. Đó, trợ lực luôn ha. Xài của nó là tương đương tầm khoảng cỡ 12.000 nha anh em. Máy to lắm, không phải nhỏ đâu. Đây. Đó thấy không? À. À, đặc biệt hai con này nó có chỉnh được radio luôn ha. Đây chế độ là chỉnh radio nhanh chậm ha. Chế độ là đang ở chế độ radio chậm nè. Nè quay cho anh em là chế độ chậm nè ha. Nè. Ha chậm nè ha. Đây con này đi. Nè, đang quay chế độ chậm nè. Nhanh nè. Nó có chế độ nhanh lên xíu nè. Nè nhanh nè. Khoan để quay chậm cho anh em biết. Cái nó quay chậm nè ha. Nó quay nhanh nè. Nó cái radio nó nhanh kinh không. Nó chỉnh được radio nha anh em. Nó đang ở cái radio chậm nè. Đền lên radio nhanh nè. Đó. Nó đập lạ là đợi đó cái đó nè. Đập lạ. Được chỉnh được radio nhanh chậm ha. Thì mỗi con để cho anh em giá rất là rẻ luôn. Mỗi con là 400k thôi nha. Chỉ có 400k một con thôi nha. Giá cũ là 500 nè. Trả cho anh em 400k một con thôi. Cho anh em mà thuận tay phải về chơi nha. Thích máy cổ nó có trợ lực luôn ha. Mỗi con là con số 5, con số 6 nha. 5, 6 y chang nhau là một. Phải lộn con số 6, số 7 nha nè. Số 6, số 7 nha. Đó là mỗi con 400k thôi ha. Hàng này anh em về anh em đánh bóng ra, anh em chân tủ thì thôi khỏi chơi luôn. Đó, con 6, 7 mỗi con 400k. Con số 8
Đây con số 8 là một con máy, một con Diamond, Diamond Tackle 5 No 5. Thì con này size cũng to lắm ha. Con này size tương đương tầm khoảng cỡ là 9-10 ngàn. Con này nè, cái gói rất là to luôn ha. Con này size tương đương tầm khoảng có 9 ngàn nha. Nè, giá cũ qua 550 nè. Bữa nay để giảm giá cho anh em chơi nha. Chỉ là 400k luôn. Đó. Đây, dòng này chạy bật đạn luôn nha anh em. Thì con này chỉ là tay quay bên phải nha, không có đổi tay được. Máy cũng rất là mượt luôn, thấy không? Nó là quay bên phải nha, không có đổi tay được. Đổi tay đâu còn phải có cái cốt bên trái ha. Mà nó giờ nó mắc cái cốt bên trái à, chỉ còn cốt bên phải thôi. Đó, anh em là muốn quay bên trái thì về anh em lấy cái em ra tiệm á, anh em khoen, anh em làm cái răng lại ha. Đó, anh em khoen cái răng lại cho nó thận dưới đúng với cái răng bên phải nha. Đó, thì con này không đổi tay được nha, con này chỉ là quay bên phải thôi. Anh em thận tay phải lấy con này, nó rất là mượt luôn. Này nó quay nhẹ vậy nó mượt nữa, thấy không? Nó đầm nữa. Chung là con máy này nó rất là ok. Đây, cốt rất là to luôn ha. Chính gian của nó cũng rất là đã. Đấy, thì con này để cho anh em giá là 400k thôi. Mã số là mã số 8 nha anh em. 400k thôi. Máy quay một lắm. Thấy không? Bữa nay giảm giá cho anh em rất là nhiều luôn. Rồi, con số 9. Số 9 là một con này có hai cái lô luôn. Cái lô này là y chang cái lô zin của nó nha. Cái lô này nè, y chang cái lô zin luôn. Anh em lắp vô là vừa khích luôn. Để em cho cái lô này luôn ha. Đó, thì con này là một con Daiwa. Một con Daiwa ST1500B, Daiwa Printer ST1500. Thì size của nó là tương đương tầm khoảng cỡ là 6-7 ngàn. Thì con này hình như là size thay 7 ngàn hay sao. Đây, cuốc số 7 dài 150m, cuốc số 6 dài 180m. Thì con này size 6 ngàn thôi ha. Con này size 6 ngàn này. Mà thân hình cũng khá là to. Đó, thấy không? Mô bình sống đổi tay trái phải nha. Con này còn khá là sáng nha nè. Con này còn sáng lắm nè. Đây, quay khá là mực lắm. Đây, có hai cái lô. Đó, hai cái lô. Thì con này hai lô để cho em giá là 400k ha. Con này 400k nha nè, hai cái lô luôn. Mã số của nó là mã số 9 nha. Đó, bên cái dây còn sáng tươi luôn, thấy không? Da bên luôn. Đây, đó. Số 9, số 10. Đây. Số 10 cũng là hai lô luôn, là một con Ruby. Một con Ruby carbon nát. Con này toàn thân là carbon, tay quay là kim loại nha anh em. Đó. Con này size của nó là size đâu mất tiêu cái size rồi đây. Con này size tương đương là 5000 ha, cước số 5 vào 200m nha anh em. Cước số 6 vào 160m. Size của nó là size 5000, hai cái lô luôn ha. Đó, cho anh em chơi đến hai loại dây khác nhau. Đây, máy quay cho là một nha. Một lắm. Đó, thấy không? Thì giá của nó là chỉ có 380k ha. Anh em lấy được hai cái lô 380k, mã số là mã số 10. Rồi, để lên chơi. Mã số 11. Đây, mã số 11 hôm nay là một con máy Ryobi GX10. À, con GX10 này còn khá là sáng nha anh em. Đây. Con Ryobi. Con này size 6000 ha. GX10 thì size 6000, quay rất là nhẹ luôn. Nè, quay nhẹ mượt luôn nha. Nhẹ hiu luôn á. Mua bình sống đổi tay trái phải được nha. Size 6000. Rồi, để cho anh em giá là 280k con này nè. Chỉ có 280k anh em lấy được con size 6000. Đây, còn khá là sáng luôn á. Máy quay rất là mượt. Nè. Mô bình sống đôi tay trái phải ha. Mã số 11 nha nè. Rồi, mã số 12. Đây, mã số 12 này. Anh em lấy về anh em sơn lại. Con này là như mới luôn. Đây, cái cối nè. Anh em thấy cái cối không? Cái cối này rôm cối nha. Cái cối rất là đẹp. Đây, thấy không? Cối rất là sáng luôn. Đó. Alu Platinum. Thì con này size tương đương là 7000 nha. Còn xíu vào lại 2000, size tương đương là 7000, khuyên cả dây còn sáng chân xây luôn. Hàng là Mac in Japan. Đây, cái thằng thì nó có xuất sắc nha. Cái thằng của nó là anh em về anh em chịu khó
anh em mua chai xuống sân anh em xịt vô ha, xịt lại là nó sáng nó bóng. Đó, máy quay khỏi chê rồi. À, con này có hơi xào bạc đạn xíu ha, về về anh em thay bạc đạn luôn ha. Ra tiệm ta bán bạc đạn á, lấy cái bạc đạn cũ đưa ta đo là ok có hết. Đó, thì con này là size 7.000, để cho anh em giá giá con này 270k thôi ha. Chỉ có 270k lấy được con Silverline này về chơi nha nè. Mã số con này là mã số 12 nha. Rồi, mã số 13. Đây, mã số 13 là một con Japan tiếp, là một con Taiyo. Đây. Một con Taiyo 400, size của nó tương đương là ga chỗ cao luôn nè, 4.8 luôn. Size 6.000 nha nè. Taiyo 400 size 6.000. Đây, máy quay đó là ok. Mô bình sống đổi tay trái phải nha anh em. Con này size 6.000. Thì để cho anh em giá là con này để cho anh em giá là cũng là 270k luôn ha. 270k cho anh em chơi thôi. Đó, mã số là mã số 13. Rồi, mã số 14. Mã số 14 là một con Super Aseno 2. Một con Daiwa ha. Rồi. Mô bình sống đổi tay trái phải nha. Mẹ ơi, bắn đầu. Rồi, mã số là mã số 14. Chai của nó là tương đương là size 6.000 luôn ha, cước số 6 và 180m. Super Arsenal 2. À, máy quay đó là một nha anh em. À, để cho anh em 280 thì bữa nay để cho anh em giá chẳng là 250 thôi. 250k anh em lấy được con này về chơi nha, mã số 14 nha anh em. Rồi, lên mã 15. Mã 15 là em lên chung. Đây. 1 2 3 4. 4 con máy giống nhau, anh em nào có điều kiện chốt 4 con máy này giống nhau anh em về anh em câu lăng C hay anh em câu câu ngâm câu bè gì ha. Thì nó size của nó tương đương là 4.000 một con. Đây. Đó. Đây qua Arsenal 1. Nè, 4 con giống nhau nè. Anh em có điều kiện thì chốt 4 con này ha anh em. Thì mỗi con có giá là 200.000. Đó, mỗi con là 200.000 và hai con này nữa. Đây. Hai con này nữa. Ha, cũng là 200.000 một con luôn. Đồng giá cho anh em hết trơn. Ở trên đây là 200.000 một con. Size cũng là tương đương tầm khoảng cỡ là 4.000 hết á, hình như là 4.000 hết anh em ha. Thì có 200.000 một con thôi. Thì anh em chốt. Chốt thì mã số 15 ha. Ha, mã số 15 thì có hai con riêng thôi. Một con trắng với một con đỏ thôi là nó khác thôi. Anh em nào muốn chốt 15 á thì anh em muốn chốt con trắng thì anh em lấy con trắng, chốt con đỏ anh em lấy con đỏ, còn mà chốt máy giống nhau thì anh em nói chốt máy giống nhau, 15 máy giống nhau là máy này ha. Đó, ok nha anh em, 200.000 một con thôi là mã số 15. Máy quay đó là một, anh em yên tâm đi. Nha. Máy quay rất là ok, con nào cũng vậy con nha. Đó, rồi chào anh em ha.